Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn hai bộ mẹ con các bạn. Hai bộ mẹ con à, hai bộ mẹ con, bộ mẹ con cái xin và bộ mẹ con được xin các bạn. Đây đứng trước mặt bạn là bộ mẹ con cái xin các bạn. Bộ mẹ con cái xin à, cái xin đã được 10 ngày các bạn. Bộ mẹ dẫn cái xin lứa thứ 3. Đây bộ mẹ nè, mẹ mẫu cực kỳ đẹp luôn các bạn. Cao 1m28 bò, sái tích đồ rúng yếm luôn, nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó mẹ nè, bốn vú đều nè, mẹ vàng rúng nè các bạn không. Chân móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Cái xin này các bạn mới đẻ được 10 ngày các bạn. Cái xin này mới đẻ được 10 ngày. Đó. Bộ mẹ coi cái xin này thì chủ báo giá là 29 triệu các bạn. 29 triệu. Bộ mẹ dẫn cái xin là lứa thứ 3. Mẹ rúng chiền, bốn vú đều, sái tích hai mẹ con đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Con là chân móng đồ kịch cộm nè các bạn không. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, giá 29 triệu các bạn, giá 29 triệu. Đó, bà mẹ dẫn cái xin là lứa thứ 3 các bạn. Sái tích hai mẹ con đều nghiêm chỉnh hết. Mẹ qua đen khui các bạn ơi. Mẹ đo ao các bạn. Mẹ đo ao à. Rúng chiền, bốn vú đều. Mẹ cao 1m28 bò. Cái xin đã được 10 ngày các bạn. Giá 29 triệu bộ mẹ con này các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, bò mẹ cực kỳ đẹp luôn các bạn không. Đỏ ao. Sái tích bò mẹ đều nghiêm chỉnh hết. Lưng thẳng băng. Bốn vú đều văng. Rúng chiền. Chân móng sò. Đó, con cũng vậy các bạn. Đây bộ mẹ con được xin nè các bạn. Bộ mẹ con được xin, bà mẹ mẫu Bombay các bạn. Vẫn được xin nè. Được xin được 20 ngày các bạn. Được xin được 20 ngày. Bà mẹ vẫn được xin là lứa nhì các bạn. Mẹ vẫn được xin lứa nhì. Được xin gu bật nè, sái tích nghiêm chỉnh luôn. Mẹ mẫu Bombay, mẹ này có ngang dữ lắm nha các bạn. Mẹ này có ngang dữ lắm các bạn. Chân móng của mẹ này đều nghiêm chỉnh hết, rúng yếm nè. Cái bầu sữa chà bá các bạn. Đó, bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 26 triệu các bạn. Bộ mẹ con được xin này chủ báo giá là 26 triệu. Bà mẹ lông đuôi 100 luôn các bạn. Sái tích bà mẹ được xin là nghiêm chỉnh hết các bạn. Quyền bò hết hai mẹ con các bạn. Rúng nè. Chân móng là móng sò. Không lan giá, yếm dày. Được xin xương chà bá luôn các bạn. Giá 26 triệu bộ mẹ con này các bạn. 26 triệu bộ, 26 triệu bộ mẹ con được xin này các bạn. À, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Được xin nè, sái mặt sái lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Chân móng đồ hoàn thiện nè, mới đẻ được 20 ngày các bạn. Mới đẻ được 20 ngày. À, chân móng nè, xương kịch cộm bạc gu nè. Bò mẹ nè. Mẹ đó ao cao 1m22, mẫu Bombay có ngang. Qua đen khui các bạn không? Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Bà mẹ vẫn được xin là lứa nhì. Mẹ cao 1m22 bò. Giá 26 triệu bộ mẹ con này các bạn. 26 triệu bộ mẹ con được xin này các bạn. Đó, mẹ rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng sò hẳn băng hết các bạn. Đó, giá 26 triệu bộ mẹ con được xin này các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, còn bộ mẹ con cái xin các bạn. Chủ báo giá là 29 triệu các bạn. Cái xin đã được 10 ngày. Bà mẹ dẫn cái xin lứa 3. Mẹ cao 1m28 bò. Đó, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 29 triệu. Đó, mẹ quyền bò hết các bạn. Mẹ rúng chiền, yếm dày, sái tích nghiêm chỉnh. Cái xin cũng như vậy luôn các bạn. Sái tích đều nghiêm chỉnh hết. Giá 29 triệu bộ mẹ con này các bạn. Bộ mẹ con cái xin giá 29 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, sái tích đồ rúng yếm đồ chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đó, bộ mẹ con này là quyền bò hết các bạn. Đây. Bộ mẹ con được xin này các bạn.
Bọn mẹ con được xin thì chủ báo giá là 26 triệu các bạn. Được xin được 20 ngày. Bọn mẹ vẫn được xin lưới nhì, mẹ cao mét 22 bò. Sai tích hai mẹ con đều nghiêm chỉnh hết các bạn, giá 26 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.